Ngọc Chi xin mến chào anh em. Thì đặc biệt hôm nay Ngọc Chi sẽ giới thiệu cho anh em một dòng máy nén khí của Takeo cực kỳ chất lượng. Và Takeo là một hãng rất là đầu tư và chỉnh chu trong từng sản phẩm, đặc biệt là dòng máy nén khí của chúng ta. Với dòng máy này thì có mã là TK55. Còn bây giờ thì Ngọc Chi sẽ bắt đầu là giới thiệu cho anh em về thông số kỹ thuật cũng như là lắp ráp máy và ứng dụng của dòng máy này luôn nhé. Máy nén khí dây đai của Takeo TK55 này còn sử dụng cho anh em thêm một motor của Toàn Phát vô cùng chất lượng với công suất trang bị lên đến là 1,1 kW, tương đương với 1,5 ngựa, và vỏ là hợp kim nhôm, còn lõi là lõi 100% lõi đồng, cho ra được khả năng làm việc cực kỳ mạnh mẽ. Và với dòng motor Toàn Phát này thì Ngọc Chi sẽ một đổi một trong vòng 12 tháng nếu lõi là lõi của nhà sản xuất cho anh em. Còn đây là đầu nén khí 2 vít tông cho anh em. Kèm theo đó là mình sẽ trang bị thêm là 2 bộ lọc gió sẽ giúp cho việc là lọc sạch không khí được dễ dàng. Và ở giữa thì anh em sẽ thấy là đây là nút châm nhớt nè. Và anh em có thể là mở nút ra và châm được nhớt dễ dàng. Lượng nhớt thì anh em có thể dễ dàng mình quan sát được thông qua một mắt nhớt. Và lúc này là anh em có thể là châm đầy nhớt cũng được nhé. Máy này được trang bị với công suất cho anh em lên đến là 1,5 ngựa, motor 1,1 kW, và lưu lượng của không khí là 180 lít trên phút. Thì máy này chịu được một áp lực lên đến là 8 kg, cùng với đó là dung tích là 55 lít cho anh em. Với các thông số kỹ thuật trên thì anh em có thể ứng dụng máy nén khí của Takeo TK55 trong việc là mình phun sơn hoặc là bơm xe, cũng như là ứng dụng trong cơ khí như là mình bắn ốc vít, hoặc là trong việc là mình có thể là làm khô xe nè, thổi lá vô tư luôn. Đặc biệt là về thiết kế của máy thì anh em sẽ thấy là máy sẽ trang bị thêm 2 tay cầm cũng như là 4 bánh xe cho việc là anh em có thể dễ dàng di chuyển máy nén khí ở bất cứ chỗ nào nhé. Và thêm vào đó là anh em sẽ được thêm là 2 cái đồ lọc gió cũng như là một nút để chúng ta có thể dễ dàng trong việc là châm nhớt. Và lúc này là anh em có thể là châm ngay chỗ nửa mắt nhớt thì dòng máy này sẽ hoạt động trơn tru hơn nhé. Và máy nén khí của Takeo TK55 này có thiết kế rất là chất lượng cũng như là uy tín cho anh em có thể là xài bền và lâu theo thời gian. Đặc biệt là chúng ta sẽ được sơn một lớp sơn chống rỉ, từ đó là sẽ giúp cho máy có thể chống rỉ nhé. Đặc biệt là dòng máy này thì Ngọc Chi còn bảo hành cho anh em lên đến là 12 tháng, cùng với đó là vận chuyển hàng trên toàn quốc. Vậy còn chần chờ gì nữa mà anh em không nhấc điện thoại lên để có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại trên màn hình hoặc là đặt hàng thông qua website thegioimay.vn để sở hữu ngay dòng máy nén khí của Takeo TK55 này luôn nhé. Còn bây giờ thì chương trình giới thiệu về dòng máy nén khí của Takeo đến đây cũng đã kết thúc rồi. Ngọc Chi xin mến chào và hẹn gặp lại anh em.